Sáng 22 tháng 11, ông Nguyễn Sơn Hà, 55 tuổi, trú quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã chập chững đi từng bước tập vận động dưới sự hướng dẫn của bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống của bệnh viện Bạch Mai sau ca phẫu thuật tổn thương đốt sống cổ từ 2 tuần trước. Ông Hà từng bị cành cây đập vào gáy 8 năm trước, khi đó ông đã đến bệnh viện kiểm tra nhưng không phát hiện tổn thương và vẫn sinh hoạt bình thường. Ông Hà cho rằng bị thoái hóa xương khớp chỉ khi bệnh tiến triển nặng, đó là bị liệt tứ chi, phải nhập viện khám thì mới nhận thấy bị tổn thương nặng hai đốt sống cổ. Cảm giác tức là tay nó bị tê bì, cầm các cái vật nhỏ ấy, rất là khó cầm và khó làm việc. Cách đây độ khoảng nửa tháng bị liệt hẳn, tức là bốn chi không cử động được nữa, nằm một chỗ thì cũng quyết tâm là điều trị. Các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình và cột sống của bệnh viện Bạch Mai cho biết, ông Hà bị tổn thương nặng ở hai đốt sống cổ, nhất là ở phần trên cùng của cột sống. Chính vì đốt sống bị tổn thương lâu ngày nên có hiện tượng dính lại với nhau, gây khó khăn cho việc phục hồi khi phẫu thuật. Hai cái đốt sống cổ trên cùng ấy là hai vị trí tiếp giáp với hộp sọ thì tổn thương rất nặng, cái vùng cổ 1 của 2 chèn ép thần kinh. Bệnh nhân chỉ còn một cái động mạch đốt sống duy nhất và tắc một bên rồi. Theo chuyên gia y tế, đây là ca bệnh nặng hiếm gặp và khó điều trị. Trên thế giới đến nay ghi nhận chỉ có vài trường hợp bị tổn thương tương tự.